Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Người Việt chơi hàng phóng xạ Berlin báo động đỏ. Phía sau lưng tôi đây là chính là trụ sở cảnh sát ở Berlin, nơi điều tra xét hỏi những vụ việc nghiêm trọng nhất tại đây đã phát ra những báo động. Rất nhiều xe cảnh sát đã nối đuôi nhau đến khu vực phát hiện ra chất phóng xạ. Sự việc nghiêm trọng gần đây khi chính quyền được tin từ một công ty môi trường, họ phát hiện ra rằng trong xe đổ rác của họ chứa lẫn chất phóng xạ. Nước Đức từ trước đến nay rất bình yên, nhưng bây giờ đã xảy ra một vụ việc gây chấn động. Cảnh sát Berlin đã lập tức được điều động tới điều tra hiện trường để tìm ra nguồn gốc của số lượng phóng xạ nguy hiểm này. Và điều bất ngờ là số phóng xạ này đã được phát hiện ra từ một nhóm người Việt Nam tụ tập ở một khu chợ chuyên cờ bạc. Sau đây mời các bạn theo dõi bản tin tường thuật của chúng tôi về vụ việc phóng xạ được phát tán từ những người Việt Nam ở đây. Viện Công tố Cảnh sát Điều tra bang Berlin vừa đưa ra thông báo phát hiện chất phóng xạ trong một khu chợ của người Việt Nam. Vụ việc được phát giác trong lần kiểm tra chiếc xe chở rác của một công ty môi trường tại Rudersdorf, một vùng nằm ở ngoại ô Berlin nhưng thuộc Brandenburg. Máy đo nồng độ phóng xạ đột nhiên phát tín hiệu báo động khi chiếc xe chở rác màu vàng của công ty môi trường này chạy vào qua các cảm biến đặc biệt. Lập tức, cảnh sát và trung tâm theo dõi phóng xạ của Văn phòng An toàn Lao động, Phòng Bảo vệ Sức khỏe của bang Berlin được thông báo và tiến hành khẩn trương truy tìm nguồn gốc các chất phóng xạ nguy hiểm này. Các dấu vết được chỉ dẫn về Trung tâm Thương mại Thái Bình Dương, đường Mansanderstrasse 17, Berlin. Đây là một trung tâm của người Việt Nam. Ngay sau đó, hôm 16, cảnh sát đã huy động lực lượng lớn để khám xét tại một nhà hàng, các câu lạc bộ, tiệm karaoke và căn hộ riêng tại Berlin của nữ chủ quán người Việt Nam 41 tuổi. Và khi người này nếu bị kết án thì sẽ bị phạt một số tiền rất lớn và có thể nhận tới 5 năm tù giam về tội phát tán chất phóng xạ. Tại các địa điểm trên, cảnh sát tìm thêm được nhiều quân bài được đánh dấu bằng chất phóng xạ York 125. Theo phân tích của một chuyên gia chia sẻ, khi bị nhiễm chất phóng xạ trực tiếp qua da, nó sẽ gây hậu quả tai hại cho người nhiễm như có thể bị ung thư, bị tác động lên dây thần kinh, ảo giác, chóng mặt, không ý thức được. Nếu bị nhiễm từ đường không khí, người hít phải có thể sẽ bị chất phóng xạ tích tụ trong cơ thể gây hậu quả thông qua các vụ việc sau như sinh con bị tật bẩm sinh, câm điếc, vân vân. Ngoài ra, các triệu chứng có thể xảy ra đối với mọi người khác như buồn nôn, mệt mỏi, kèm theo nổi ban đỏ. Trả lời câu hỏi của tờ Thời báo .de, Cảnh sát điều tra Berlin LKA cho biết có lẽ những quân bài này được đánh dấu bằng chất phóng xạ York 125 để khi đánh bạc, người chủ sẽ đeo một thiết bị cảm biến đặc biệt giúp nhận ra đối phương đang có những lá bài nào với mục đích tạo lợi thế phần thắng khi chơi tại đây. Lập tức, các địa điểm có nghi vấn trong Trung tâm Thương mại Thái Bình Dương ở Berlin được niêm phong để phục vụ điều tra. Trung tâm theo dõi phóng xạ đã huy động các chuyên viên đến đây để tẩy rửa, khử trùng và khử phóng xạ khu vực nhà hàng, câu lạc bộ và các bậc lên xuống phía sau khu vực này trong nhiều ngày liền. Được biết, chất phóng xạ này thường được dùng trong y tế khi không sử dụng phương tiện bảo hộ. Nếu tiếp xúc trực tiếp với những chất này sẽ gặp nguy hiểm, đặc biệt là với phụ nữ đang mang thai hoặc trẻ nhỏ. Phát biểu thêm vào hôm thứ Ba, cảnh sát Berlin cho biết các công chức đã trực tiếp tham gia giải quyết vụ việc. Họ cũng được kiểm tra sức khỏe ngay sau khi đi làm nhiệm vụ, liệu họ có bị phơi nhiễm phóng xạ hay không. Viện Công tố Cảnh sát Berlin đang tiếp tục điều tra nguồn gốc, thẩm vấn các nghi phạm đã sử dụng chất phóng xạ này. Ngoài ra, khuyến cáo cũng được đưa ra cho những người đã từng chơi bài hoặc sinh hoạt ở đây tới trình diện với cảnh sát để được kiểm tra sức khỏe trước khi có biến chứng khó lường. Cũng được biết,
vừa nhậm chức đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Đức, ông đại sứ Vũ Quang Minh cũng đã đến những khu chợ này để thăm hỏi cộng đồng bà con và những người chủ chợ. Không rõ sau vụ việc phát hiện ra chất phóng xạ được phát tán ở những khu chợ của người Việt, thì ông sẽ nghĩ sao về cộng đồng ở đây? Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Người Việt chơi hàng phóng xạ, Berlin báo động đỏ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới.